Em xin chào cả nhà nhé. Phiên này là phiên tối ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Lan Rừng Tuyết Kha đây. Em vừa về thêm một số hàng và em quay tiếp gọi là phiên giảm giá phiên thứ hai trong ngày hôm nay ạ. Đầu tiên là đây, em xin giới thiệu cái đặc sản rừng Cao Bằng. Cái này là nấm linh chi rừng ạ. Nấm linh chi rừng 200.000 một lạng mọi người nhé. Cái này lấy về đun nước uống hoặc là ngâm rượu đều rất là tốt ạ. Đấy. Nấm linh chi, em còn bằng này thôi. Chỗ này chắc khoảng tầm hơn 1 cân thôi. Đấy. Nhìn thế thôi nhưng nó rất là nhẹ, 1 cân được khá nhiều ạ. Nếu mà bác nào lấy 1 cân thì giá là 1.800.000. Còn lấy lẻ một vài lạng thì 200.000 một lạng các bác nhé. Đây là hạc vĩ. Hạc vĩ. Đây, phiên hôm nay em bán 190.000 một cân ạ các bác nhé. 190.000 một cân hạc vĩ. Hoàng nhạn. Hoàng nhạn tháng 4 340.000 một cân. Hoàng nhạn thì em vừa về khá là nhiều. Đây các bác ạ, hoàng nhạn nhà em vừa về đây. 340.000 một cân các bác nhé. Tiếp theo là chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc em bán giá là 180.000 một cân ạ. Chuỗi ngọc 180.000 một cân. 180.000 một cân chuỗi ngọc. Vảy rồng. Đây là vảy rồng cái loại to các bác nhé. 130.000 một cân. Vảy rồng giả hành to lá to ạ. Nên là bông cũng to. 130.000 một cân vảy rồng. Có những khóm lá nó rất là dài luôn. Đấy. Dề đây. Đây là giống vảy rồng to này. 130.000 một cân vảy rồng ạ. Long tu đá hoa tím 180.000 một cân các bác nhé. 180.000 một cân long tu. Sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên 200.000 một cân. 200.000 một cân sơn thủy tiên. Để vừa về thêm khá là nhiều nữa. Đấy, các bác tha hồ mà lựa chọn ạ, đặt hàng ạ. 200.000 một cân sơn thủy tiên. Bạch nhạn. Bạch nhạn 180.000 một cân ạ. 180.000 một cân bạch nhạn các bác nhé. Tiếp theo là đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi 200.000 một cân ạ. Hoàng thảo vôi 200.000 một cân các bác nhé. Chồn trắng, chồn tím. Chồn trắng và chồn tím thì em đều bán giá là 200.000 một cân ạ. Đấy, cái cây chồn trắng thì nó bé hơn cây chồn tím các bác nhé. Là nó bé hơn. Đấy, chồn tím đây, chồn tím thì là nó to hơn ạ. Là to hơn và nó bè bè ra. Chứ nó không gấp vào như là chồn trắng. Chồn tím, chồn trắng đồng giá là 200.000. Em sang tiếp bên này. Đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc hôm nay có mấy cân thôi. Có khoảng tầm 2 cân hơn thôi. Hoàng phi hạc giá là 130.000 một cân ạ. Dề các bác nhé.
Hoàng Phi Hạc 130.000 một cân. Đấy, toàn hàng dề thôi, hàng rất là tươi ạ. 130.000 một cân Hoàng Phi Hạc. Bạch Ngọc, kiếm Bạch Ngọc. Hôm nay nhà em về chỗ này được 9 cân ạ. Đấy, có 9 cân Bạch Ngọc. Bởi vì khách nhắn nên là em lại nhập thêm. À, Bạch Ngọc này em vẫn bán giá là 400.000 các bác nhé. 400.000 một cân ạ. Em có một bó, còn một bó tóc tiên 100.000 ạ. Tóc tiên 100.000. Quế tím, quế tím 130.000 một cân. Quế tím 130 một cân. Đấy. Giáng hương tam bảo sắc 160.000 chỗ này ạ. Giáng hương tam bảo sắc chỗ này là 160.000, được rất là nhiều luôn. Đấy. Cái này là 1 cân mốt. Giáng hương đuôi cáo, đây là cáo Cao Bằng các bác nhé. 150.000 một cân ạ. 150.000 một cân cáo. Cáo này thì có lẫn cây to cây nhỏ. Đấy, nhưng mà cây to ít thôi ạ. Cây chung chung là nhiều, cáo chung. 150.000 một cân. Hai chân liên 30.000 một lạng. Một cân là 280.000 ạ. Hải hương một cân là 480.000 và 50.000 một lạng. Cái nhất điểm hoàng này là 70.000 một cân. Chỗ này chắc cũng chỉ hơn một cân thôi. Kiếm lô hội, kiếm lô hội 50.000 một cân ạ. Kiều mỡ gà, kiều mỡ gà 190.000 một cân. 190.000 một cân kiều mỡ gà. Nhà em thì vẫn có những cái bảng phi điệp Pháp các bác nhé. Giả hạc Pháp ạ. 250.000 một bảng. Dê cáo thuần có giá là 250.000 ạ. 250.000 dê cáo thuần. Đấy là các cái mặt hàng của nhà em trong phiên ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6. Các bác có nhu cầu lấy mua loại lan nào thì liên hệ số điện thoại 0914 996 482. À, em quên mất. Còn nữa nha các bác nhé, còn lan Hải Yến ạ, là 120.000 một cân. Hải Yến 120. Sóc, sóc Lào 130. Đấy, còn hai loại này nãy em chưa giới thiệu. Sóc Lào 130, Hải Yến 120. Các bác liên hệ số điện thoại 0914 996 482 các bác nhé. Vẩy rồng, vẩy rồng hôm nay rất là đẹp. Toàn là cây to thôi. Cây to lá dài đây này, rất là dài luôn. Cái này thì bông cũng rất là to. Đấy, vẩy rồng hôm nay rất là đẹp ạ. Sóc, long tu. Cái hình thức mua hàng các bác liên hệ số điện thoại mà em vừa mới nói ở trên. Các bác có thể nhắn tin hoặc là gọi điện ạ. Bên em sẽ gửi hàng cho các bác. Các bác nhận hàng và thanh toán cả tiền hàng, tiền cước với bên bưu tá giao hàng nhé. Tiền cước là bên khách chịu, em chỉ tính tiền hàng thôi. Đấy.
chồn, cái lô chồn này rất là đẹp luôn, nhiều cây to, chồn tím. Quế tam bảo sắc, dư cáo. Rồi, em xin phép dừng video ở đây.